Xin kính chào quý bà con đã đến với kênh Siêu Thị Nông Nghiệp. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ bà con những cái dòng sản phẩm chuyên kéo đọt sầu riêng, giúp cho cái cây sầu riêng chúng ta nó ra đọt đồng loạt hơn cũng như là mọc đọt ha. Thì đối với cái cây sầu riêng mà ra được đồng loạt thì chúng ta rất là dễ quản lý những cái vấn đề là sâu gầy ha con. Thì đây là cái dòng sản phẩm thứ nhất, thì là Calestwell được phân phối bởi công ty của An Phát Nông ha con. Đây là hàng nhập của châu Âu. Thì đối với Calestwell này con, nó kích rễ ra mạnh, thúc chồi nhanh ha. Thì đối với khi mà cái bộ rễ chúng ta nó đã ra mạnh theo con thì nó sẽ hấp thu nước cũng như là dinh dưỡng để nó đẩy lên cái đọt đó, giúp cho cái đọt chúng ta nó ra nhanh cũng như là đồng loạt hơn ha con. Thì thành phần của Calestwell đó, đạm lăng kali ha con, axit humic và chất hữu cơ ha con. Đây là dạng sinh học. Thì đối với cái Calestwell này ha con, 220.000 bà con sử dụng được 500 lít nước, giúp cho cái đọt chúng ta nó ra đồng loạt hơn, mọc đọt thấy không. Cái sản phẩm thứ hai là cái dòng Nutri hạt tiêu. Nutri hạt tiêu này em con, nó là một cái dạng amino cũng như là chứa 13 thành phần dưỡng chất cần thiết cho cây trồng thấy không. Thì cái hàng Nutri hạt tiêu này hàng nhập của Tây Ban Nha. Thì đối với Nutri hạt tiêu bà con, đây thành phần là đạm lăng kali, axit amin thấy không đó, và kẽm, mangan, đồng, rất là nhiều cái thành phần các con. Thì Nutri hạt tiêu là chứa 13 thành phần dưỡng chất cần thiết cho cây trồng trong tất cả các giai đoạn các con. Thì đối với cây Nutri hạt tiêu này, giúp kéo đọt cũng như là giúp nuôi trái nó lớn nhanh ha. Chứa các amino acid tự do giúp cho cây trồng chúng ta nó hấp thu nhanh và hiệu quả con. Đó, giúp cho cây trồng vượt qua những cái điều kiện bất lợi như hạn nè, mặn, phèn các con, nó bị chết sau khi thu hoạch các con, nó phục hồi cây sau thu hoạch rất là hiệu quả. Thì đối với cái chai Nutri hạt tiêu này 310.000 bà con sử dụng được 800 lít nước các con. Cái sản phẩm thứ ba là cái dòng Phosphorus 1465. Thì dòng này cũng là hạng dòng nhập khẩu của Tây Ban Nha con, do công ty Vinco phân phối lại nha. Thì đối với 1465 con, nó 14 lạng, 6 lăng và 5 kali ha con. Thúc ra đọt đồng loạt, mập đọt ha con. Đó. Thì đối với chai 1465 này 245.000. Bà con sử dụng được 400 đến 600 lít nước. Giúp cho cái đọt chúng ta nó ra đồng loạt hơn ha con, nó mập đọt. Cái sản phẩm tiếp theo là cái dòng Aminogon. Đó, Aminogon. Thì dòng Aminogon con, đó dạng amino, hàng nhập của hàng Thổ Nhĩ Kỳ bà con. Thì thành phần của nó là organic butter 62%, đó. Organic carbon, đó, 25%. Organic nitrogen 9.5%, thấy không? Đó. Rất là nhiều cái thành phần các con. Đối với chai aminogon này 150.000, bà con phun 400 lít nước giúp cho cái đọt chúng ta nó ra đồng loạt, mập đọt và bóng lá ha. Cái sản phẩm tiếp theo là cái dòng GA ba sữa. GA ba sữa. GA ba sữa là cái dạng kết hợp là GA ba đó và citrogenin, thấy không? Đó là hai cái hormone sinh trưởng của cây trồng. Cái GA ba con, đó là cái hormone sinh trưởng của cái đỉnh sinh trưởng ha. Và citrogenin là hormone của cái bộ rễ con. Đó, cái đỉnh sinh cái bộ rễ. Thì khi mà bà con phun cái rê ba sữa này vào, nó giúp cho cái rễ chúng ta nó ra mạnh thì và thúc đẩy cái đọt chúng ta nó ra nhanh hơn nha con. Nó chứa rất là nhiều cái dưỡng chất nha con, như là bo nè, đồng, kẽm, mangan đó, citrullinin, đạm tổng số đó, lăng ngũ hiệu. Thì đối với chai rê ba sữa này 95.000, bà con phun từ 200 đến 400 lít nước giúp cho cái đọt chúng ta nó ra đều mạnh và mập đọt. Cái dòng tiếp theo là cái dòng kéo đọt số 1. Đó, kéo đọt số 1. Giúp cho cái đọt chúng ta là bung đọt, mập đọt, xanh lá cũng như là cứng lá, cứng cây nha con. Đây. Thì cái thành phần nó có cũng rất là nhiều ha con. Những cái thành phần chung vi lượng modestin ha. Đây, amino với cái dạng chelat nha con. Thì đối với chai kéo đọt này 120.000. Bà con phun được 400 lít nước nha con. Thì đây là những cái dòng sản phẩm chuyên về kéo đọt sầu riêng, giúp cho cây sầu riêng chúng ta nó ra đọt đồng loạt hơn
cũng như là mọc đọt xanh lá nha. Thì những cái dòng sản phẩm này con, thì bà con nào có nhu cầu sử dụng thì đến cửa hàng của em tại phường 7, thành phố Ngã 7 của tỉnh Hậu Giang nha. Hoặc bà con nào có nhu cầu sử dụng mà ở xa thì bà con cũng có thể liên hệ đến em qua số điện thoại là 0975756463. Thì ở đây em cũng có ship hàng toàn quốc con, thì bà con cứ liên hệ đến em thì em sẽ gửi hàng đến tận nhà cho bà con ha. Dạ, xin kính chào quý bà con.